Duy Minh kính chào quý cô chú vị nha. Nghệ sĩ chú sanh tới quý vị đúng không? Đúng rồi quý vị. Con chào cô, khu nhân của là nghệ sĩ ưu tú Thành Sang quý vị. Anh chào chú. Để cho chú lên đây ha. Hôm nay cô đến đây để thắp hương cho chú nè. Cô mang hoa phu nhân. Còn đây là chú Nguyễn Xanh. Thường thường là cô chú đến là cúng trái cây dưới là heo quay hoặc là vịt quay quý vị. Vậy coi gì mình đón thử coi đúng không nha. Hay coi gì mình đón đúng không nha. Thường thường cô hay đến là cúng heo quay hoặc vịt quay. Đó, hoặc heo quay đó. Phải không? Hoặc heo quay á. Từ. Đúng rồi, heo quay đó. Chị Ngọc đem bông lại. Trời nắng quá hả cô? Nóng quá. Wow, heo quay. Đây cô lên hoài mà biết mà. Cô lên hoài cô hay cúng heo quay với trái cây hoặc là vịt quay. Cô chờ đâu cả tiếng rồi đó. Dạ. Dạ. Hình như có ổ bánh mì nữa ha. Chú. Hình như là chú Thanh Sang thích ăn bánh mì hay sao chú? Gì hả? Dạ. Dạ chạy thẳng lên đây chú. Chạy thẳng quẹo trái. Chạy thẳng vô. Cái đường tuốt ngoài đó. Dạ, chạy thẳng quẹo trái, chạy thẳng vô tuốt vô trong luôn. Là nằm bên tay phải. Ồ, có bánh ú luôn nha. Một năm là cô chú đến mấy lần á quý cô chú anh chị? Những món này là chú Thanh Sang thích hả cô? Cái này thì cũng cũng đơn giản thôi. Chứ ở nhà là cũng ở nhà cũng những món ăn cô nấu những món ăn ông thích thôi. Dạ. Nghệ sĩ mà dễ ăn lắm. Dạ. Nghệ sĩ là ăn bụi đời lắm mà. Chú cũng là nghệ sĩ, chú là diễn viên. Có đèn cày có nha. Em dặn đào mà nó quên đó anh. Quên tùm lum hết trơn. Quay thằng cú bên trái rất là ít. Chú Nguyễn Xanh với chú Thanh Sang là ai lớn tuổi hơn chú? Lớn hơn. Chú Thanh Sang lớn hơn ha. Lớn hơn nhiều. Dạ. Lớn hơn 10 tuổi lận. Dạ. Ông nay là ông 82 rồi đó. Dạ. Thì là chú 72. 72. Dạ. Để đợi đi để chú.
để đại đó luôn anh chị. Bình ban giám đốc ngồi học viên ra luôn ha, có anh Khánh ra luôn. Đây là ngày mùng 2 tháng 4 rồi quý cô chú anh chị. Chụp giùm ha. Dạ. Rồi, ngang cả. Đứng do là quá trình bàn bạc công việc cho nên mình cũng tế nhị quay xa xa nghe quý cô chú anh chị, đợi cho chú đồ làm việc nó dễ dàng hơn ha. Chờ chú Phương Xanh đi qua bên kia rồi. Đừng đừng lại đó, để cho người ta làm việc, để cho làm việc đứng xa xa được. Con hẹn con kia nó làm nội trong bữa nay cho nó khóa xong đi một hai ngày. Còn khóa
con thằng khóa, con thằng khóa. Thì chủ Nguyễn Xanh với bên ban giám đốc học viên đó là anh Khánh đang bàn việc ở bên trong ha quý cô chú anh chị đó. Nghe cô nói nãy là phòng phanh hình như là mua đất thêm hình như là cả chục mét khu đất nó hơn chục mét đó quý cô chú anh chị. Nghe nói một mét thì không biết bao nhiêu thì nghe mình định mua đất thêm ở trong đây ha cô. Okay, rồi, mình định mua đất thêm ở trong đây hay sao cô? Dạ chú Xanh mua ha. Ủa cái phần đất ở bên đây là của bên nhà mình hay của ai cô? Của nhà mình luôn. Dạ. Cái phần này của cô. Dạ. Thường thường mấy nói thường thường là chồng là phải vợ kế bên luôn. Đó. Giống như bên cô Thanh Nguyên Huệ cũng là chú Thanh Điền cũng kế bên luôn. Đối diện với chú Vũ Linh á là bên của chú Thanh Điền. Đó. Cái chỗ này rộng quá ha cô. Ba bộ hả? Dạ, ba bộ mà mình làm hai ha. Hàng chi rộng quá. Hồi xưa mình mua bao nhiêu cô? Dạ. Hồi xưa chắc mình rẻ ha. Rẻ hơn hồi bây giờ thì nó ấy chứ giờ hồi xưa rẻ. Của chú Vũ Linh thì cả mộ luôn với mộ với đất là 450. Mà được qua viên bớt 50%, hỗ trợ 50%. Của mình có được hỗ trợ không con? Dạ. Cũng quá nhàn ha, hai cây nhang quá to luôn, ba cây nhang quá to. Chú Quang Xanh thì mình đứng xa xa ha. Ồ, đang mua đất. Alo, nói nghe là Tâm. Bây giờ Tâm chạy qua bên đó đi, 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 đi ở chặn tụi nó, kêu tụi nó nghe chút đến đó đi cho Tâm. Là một, hai nữa là hỏi cho Tâm chứ nào. Chú Xanh. Đất ở đây vậy mà. Để mình coi chút xíu mình hỏi thăm chú ha quý chú chị. Để cho chú làm việc xong rồi mình hỏi thăm chú. Rồi vậy là đưa chú Xanh đi vô đất rồi. Đóng mới tiền trước vậy đó. Chắc của anh Đồng Sơn, Sơn ba cái. Dạ. Ồ, chỗ đó mát. Vậy là chở anh đi đi. Có giờ mình lấy xe đi nó phải ra nữa. Vậy hả? Đào ngoại đây nghe chị đi 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 đi. Chỗ
văn phòng hoa viên cơ. Nè đây dòm ngang thấy luôn nè cô. Đó, nhưng mà mình chạy phải bọc đường đó, đảo lại. À, quý cô chú anh chị, chú Xanh, chú Nguyễn Xanh mua cái lô đất gần mộ của là chú Quán Kiệt Tòng Sơn. Quý cô chú anh chị, đây là dì mình qua chỉ cho. Nghe chú nói đó, gần cách 3 căn. Thì dì mình mà bà con bắt theo chân dì mình nha. Thì bởi vì nãy giờ thì mình quay thấy là chú đứng ngay chỗ cái góc này. Ồ, ngay cái chỗ góc này là đẹp luôn nha quý anh chị, mát lắm á. À, tại vì mới giờ này nè, bà con có bác thấy không, là có ánh mát nè. Nếu mà cách 3 căn thì màu của chú Quán Kiệt Tòng Sơn đây. Thì bỏ là 1 nè, 2 nè, 3 là màu chú ngay góc cây này luôn nè. Ngay góc cây này mát lắm quý anh chị. Đó là chú Nguyễn Xanh đã lên mua trước rồi quý cô chú anh chị. Vâng, thì video đến đây thì dì mình cũng xin thông báo cho bà con ha, cũng những nghệ sĩ người ta hay anh em với nhau cùng nhau biểu diễn thì lúc mà còn sống thì đến khi lúc mất cũng về nằm chung ở đây. Đó, thì chọn một cái nơi địa điểm tốt nhất để là mình chọn hao quý của chú anh chị để mình an nghỉ được là im ấm ha. Cô này là cô Ngọc đúng không? À, cô Ngọc là cô là em của em của chú. Chú Thanh Sang. Dạ. Tại nhà cô ở Mỹ Phước 1 nè, đúng không? Cô có gì cửa hàng bên xe đúng không? Dạ đúng vậy. Nhà của VinFast á. VinFast là của cô đúng không? Ở nhà. Nhà. Của nhà thôi chứ không phải của cô. Dạ của nhà ha. Của nhà là giống như là của cô rồi đó. Trời ơi. Giống như là của nhà chung. Dạ. Hai ba chị em. Hai ba chị em cũng như khẩu phần nhiều rồi mình gom lại hết vậy cô. Ừ. Dạ, vậy cũng được hồi đó. Ở đây thường thường là góp vốn với chung với nhau anh em. Cô có cái cây cây chôm chôm vàng và có cái vườn rau ở sau hè. Cô nhớ trời, cô nhớ kỹ lắm mà. Cô tại vì cô hay lên đây cô lau dọn mộ đó, cho nên là lần nào cũng hỏi thăm cô, cho nên là nhớ luôn. Cô này cô thì cô lên thường một năm cũng mấy lần, cho nên là con biết dành. Chú Nguyễn Xanh cũng mua ở đó rồi. Cách nãy con nghe chú. Chú ở bên đây nè, con chỉ cô cho. Cách chú Quán Kiệt Tòng Sơn 3 căn. Nè, ngay chỗ đây nè. Đó quý cô chú chị. Mộ của chú Quán Kiệt Tòng Sơn nè. Là nãy vừa mình nghe nói là cách đó là 3 căn. Ngay chỗ đó mát lắm đó cô. Ngay chỗ đó mát luôn. Giờ này là mát rồi luôn kìa. Lý tưởng á, cho nó lý tưởng. Thì chú lên trên làm hợp đồng ha quý cô chú anh chị. Đó, một lần nữa thì mình chia sẻ video đến đây thì hôm nay có là gia đình của là em của chú Thanh Sang, rồi phu nhân của chú Thanh Sang, rồi cô Ngọc đến đây lao dọn và cúng cho chú một cái ngày đầu tháng, cũng như là ngày mùng 2 tháng 4. Vì mình cũng chúc cho gia đình của cô, con chúc gia đình cô thật là nhiều sức khỏe nha cô Ngọc, làm ăn phát tài phát lộc nha cô. Dạ, cảm ơn cô. Và vì mình cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác dàn sao trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha, vạn sự bình an, làm ăn phát tài phát lộc. Bây giờ thì vì mình xin chào bà con, hẹn bà con ở một video tiếp theo nha.